飞机很快就要起飞了，各位特种兵请准备。Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục nhảy đảo trái tim nha. Vâng, chơi bên bản China một xíu. Bên này có mấy cái hay ấy. Nhân lúc mà bên bản Việt Nam chưa có cái gì mới thì mình chơi bản này. Uầy, đông nhờ. Nhưng mà nếu mà muốn có súng ấy thì phải chơi game. À nhầm, phải muốn lửa, phải quẩy. Đợi gì bạn? Đấm sấp mặt lờ bây giờ. Ái dạ, bắn tôi à, không có làm sao đâu. Này thì bắn. Bắn nữa đi. Bắn hộ cái. Trời ơi, vào nhặt súng. Hợp lý. Ui, cái gì đấy? Ui, một vụ hấp diêm. Chúng ta không nên xem những cái vụ như thế này. Che mắt lại các bạn nhá. Súng ơi nhờ. Sao vẫn chưa ra ta? Đây đây. Vâng, có súng là may rồi. Ui, vẫn còn ông đang chơi cái trò nhạc bên kia kìa. Trời ơi, tôi đây làm sao tôi để ông chơi được. Để mình tranh thủ lúc tí đồ các bạn. Mà mình nhìn thấy có hai ông bộ đồ đẹp không? Một ông là bộ đồ con gái rất là xinh luôn. Trời ơi, làm sao mà cứu? Ông còn lại hình như là bộ đồ gì nhở? Đây. Trời, vừa cứu xong luôn. Úi trời ơi. Súng vừa lướt ra đúng không? Ái chà. Còn một ông chạy ra ngoài biển lặn xuống rồi. Làm sao mà thoát được? Hi. Bạn ấy chỉ cần ngồi lên một cái là mình táp bạn ấy bay đầu luôn này. Đây. Bạn ấy có thể di chuyển bằng ván lướt đi nha bạn. Trời ơi, bói đâu bạn ơi? Này thì bơi này. Vâng, hình như đây cặp đôi hay sao nhở? Thấy hai bộ đồ đẹp ghê luôn á, đúng rít kít luôn đấy các bạn. Uầy, đồ xịn vãi. Wow, bên này là đồ không gian hay gì đấy. Con gái các bạn ạ. Chắc là cặp đôi rồi. Ra đây thì chỉ có cặp đôi chứ còn gì nữa. Ở đây không có một team đâu, toàn một đôi không à. Nó cứ dắt nhau ra đây xong rồi hú hí các thứ. Hi. Thôi, đến giờ chim cút và xôi xéo rồi. Đi thôi. Ui, hình như có người anh em ạ. Phải nồi. Đây, lại một cặp. Này thì dẫn nhau qua đây làm gì? Còn một bạn nữa. Đây. Rồi, đi luôn. Trời ơi, hai bạn dắt nhau vào đây làm gì đấy? Tính hú hí nhau hay gì? Ơ, bạn ấy bỏ ra ngoài đấy làm gì vậy ta? Nhân vật con gái này. Trời ơi, một đôi chứ còn gì nữa. Ơ, không có đồ. Thì ra là chạy ra vứt đồ ở đây. Trời ơi, làm sao mà tôi không biết được. Trò này xưa rồi. Tự dưng cái hết được một mạng. Đang ngồi hóng hớt chưa biết chuyện gì xảy ra anh em ạ. Vâng, hình như là còn mỗi bạn này mà thôi. Ở dưới này thì nó chỉ là một con bot mà thôi. Lớp cái gì đây? Bot tên lớp gì đây? Điều thực sự. Real lớp. Hi. Ui, có người này. Trời ơi, tôi cầm Uzi mới sợ chứ. How to chế xe bằng Uzi.
Làm sao mà chạy được bạn ơi? Xe bốc khói rồi. Tầm này chắc xuống sấy một băng là nổ đấy. Wow, dừng này. Ui, hình như có đồng đội. À, gọi hội à. Lay thì gọi hội này. Lay thì gọi hội này. Nóc 2. Tầm này chắc là vừa cứu xong lên tầng 2 rồi. Ui, đang cứu. Yên tâm, các bạn ấy sẽ không cứu được đâu. Ô, lia chưa ta? Chưa thì phải. Mới nóc 1. Đấy chà, kê cầu thang này. Này thì kê với chúng tôi này. Wow, M249. Ổn phết. Có xe này. Hình như xe đi Nhật Thính. Không biết là các bạn ấy có cắn câu không ha. Chắc đi mất rồi nha mà. À đấy. Trời ơi, ghê vậy. Mày thì ném bom này. Đông anh em ạ. 4 ông luôn đấy. Ui, không ném ra được. Wow. Mình ném đi đâu gì? Rồi. Ui. Trời ơi. Nhìn đã không các bạn? Đã vờ lờ. Mà mấy ông này cũng húng cơ. Thấy người ta có một thân một mình, thế là ùa vào ăn hiếp người ta. Hóa ra bị người ta hiếp luôn. Cũng 1249 này. Mình có nên chơi double 1249 không ta? Nghe cũng hợp lý phết. Ui, có người này. Có sang được không? Rồi, một nóc một yếu này. Clear team này. Một ông kia lộn sang rồi. Ui, trời ơi. Clear kìa không? Được thực sự. Mình không nghĩ là lia luôn ấy, tại vì hai quả là đã mít rồi, không có gì như ông thứ ba. Lúc nãy mình thấy ông thứ ba lộn qua tường. Đáng nhẽ là phải chết ngay quả thứ hai cơ. Ồ, bên dưới xe mình có người này. Người hay bot gì ta? Cái định mệnh. Ổng chạy là mình thấy đau hết cả mắt luôn đấy các bạn. Thế là còn đồng đội. Rồi. Đồng đội của bạn ấy ở trong căn nhà kia. Bây giờ thì mình có hai sự lựa chọn.
Một là lấy xe phi thẳng vào bo, hai là xử lý ông còn lại. Hơi phân vân. Có một sự phân vân không hề nhẹ. Bạn ấy không phải trong nhà hay sao ấy? Mình nghe không rõ lắm anh em à. Bên này. Trời ơi. Rồi. Vô bo thôi. Còn một ông nữa. Ui. Sao không để ý một tí thôi mà hết người này. Nhanh vậy ta. Ui. Trời ơi. Game nó lại là dễ. Vâng, mình sẽ kết thúc video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Bye bye các bạn và hẹn lại các bạn trong những video lần sau nha. Và bây giờ mình nâng cúp đây. Mừng chiến thắng. Ô, không bỏ cái mũ ra được. Trời ơi, cái mũ của tôi xịn thực sự. Không bỏ mũ 3 ra được anh em ạ. Buồn ghê. Không nâng cúp được rồi. Trời ơi.